Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi 8 trò. Đầu tiên là trò Starball. Trò này thì mấy bạn canh nó một hàng thẳng hàng một cam đó, mấy bạn chạy xuống rồi. Qua tiếp trò Skyroller nha các bạn. Trò này thì mình cứ banh chân ra, người thẳng chân vô, khá dễ. Thank you.
Thank you.